Xin chào mọi người đã quay lại với công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và ngày hôm nay tiếp tục là công ty giới thiệu cho anh em một cấu hình loa kéo 5 tấc. Hoàn toàn khác biệt luôn nhé. Khác biệt đấy là gì? Khác biệt đấy là công ty còn nâng cấp cho anh em thêm một cặp loa 3 tấc với thương hiệu là Martin Audio. Có bát là từ 170 và côn 75, chép 450. Và bên dưới là một bộ loa kéo 5 tấc. Bộ loa kéo 5 tấc này bên công ty cũng giới thiệu rất nhiều lần rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ cho mọi người nữa thôi. Cũng không có gì khác biệt với một bộ Big Sur UVX10, một Idol, một Vanker. Vanker này tích hợp Bluetooth luôn rồi nhá. Và một cục đẩy 4 kênh, hai chép Nestle 850 và hai bát 5 tấc từ 220 có côn là 100. Và chọn bộ loa kéo này là giá 30.500.000 và nay công ty khuyến mãi cho anh em chỉ còn 24 triệu, duy nhất chỉ có hai bộ nhé. Đối với bộ loa kéo này, mọi người có thể tổ chức show nhỏ từ 50 đến 100 người, thôi nôi sinh nhật hoặc là karaoke sân vườn hát cho nhau nghe, rất tiện lợi nhé. Và công ty có hỗ trợ trả góp cho anh em chỉ cần bằng lái và chứng minh là có thể sở hữu cho mình được một bộ loa kéo 5 tấc như này rồi. Và mọi thông tin thắc mắc anh em vui lòng liên hệ hotline của công ty qua số 0903 010773 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chỉ là nỗi thầm chung, chỉ là nước mắt cứ xuân xuân.